của tụi mình sẽ thuyết trình về chủ đề đi thay đổi thế giới. Mình với bạn Tuấn sẽ là người thuyết trình nha. Rồi sau đây là trích dẫn. Hiện nay đang bắt đầu xuất hiện nhiều thiên tai, ví dụ như lũ lụt, thời tiết thay đổi liên tục. Vì vậy nhóm mình đã đề xuất dự án làm hầm trú thiên tai động đất, giúp con người chúng ta giảm thiệt hại về tính mạng. Ngoài ra còn có thể là hầm chống bom, nổ hạt nhân hay nguyên tử. Về cấu tạo bên trong, đây là sơ đồ. Cấu tạo bên trong gồm có máy phát điện 4.500W, tủ đựng xăng, tủ đựng vật dụng cần thiết và vật dụng cứu thương, tủ chứa các bình oxy 40 lít, tủ đựng đồ ăn và thức uống. Composting, toilet, ủ phân. Toilet. Cái toilet. Quạt thoát khí và cuối cùng là ống quạt thoát khí ở đây nè, đây nè. Và cuối cùng là ống thoát khí nha. Rồi tiếp theo là máy phát điện 4.500W, máy phát điện chứa đến 4 gallon, xấp xỉ 15 lít, chạy đến 11 giờ khi hoạt động, công suất là 50%, 7 tiếng rưỡi nếu chạy công suất 100%. Quạt phát khí nối với ống phát khí ra ngoài trên mặt đất. Bồn cầu ủ phân dùng rêu than bùn để phân hủy chất thải. Có quạt lưu thông không khí tích hợp ở đầu để tái chế không khí, đừng để thối. Thiết kế vật liệu không gỉ bền, tủ đựng xăng cộng thêm máy phát điện có thể chạy rất lâu. Tủ cấp cứu thương đựng vật liệu cứu thương và ở dưới có thể đựng đồ khác như giấy vệ sinh hay mặt nạ phòng độc nếu như có vụ nổ hạt nhân. Tủ chứa các bình oxy 40 lít, một bình chứa 6.000 lít oxy ở 3 lít trên phút, sử dụng liên tục lên đến 33 tiếng, 132 giờ, tức là 5 ngày rưỡi. Hình trên bản vẽ là minh họa có thể nhiều bình hơn. Tủ đựng đồ ăn và nước, rồi có là đồ ăn đóng hộp và nước thì dùng để ngủ. Tường sẽ được đúc từ xi măng dày từ 1 mét hoặc là 0.5 mét. Máy bơm oxy vào phòng, bơm oxy từ các bình oxy với các vật dụng đó thì có thể dễ dàng sống đến 5 ngày rưỡi. Ok, nói hết bản trình. Bản trình về sơ đồ vật dụng phòng chống, sơ đồ hầm chống động đất của tụi mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô.